đen không để đâu cho hết nếu bạn thuộc vào những con giáp này. Vào năm 2024, năm Giáp Thìn, những người cầm tinh con giáp này thì sẽ bị vận đen đeo bám, làm việc gì thì cũng không được may mắn và suôn sẻ. Ra đường dễ gặp chuyện chẳng lành nên cần phải tuyệt đối chú ý khi mà tham gia giao thông. Hơn nữa, trong năm nay thì các bạn dễ bị tiểu nhân hãm hại, dẫn dắt và lợi dụng, nên là các bạn cần biết phải chọn bạn mà chơi. Thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, đầu tiên để xét về vận hạn trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì chúng ta cũng xét về cái hệ thống sao chiếu mệnh, đúng không ạ? Thì hệ thống sao chiếu mệnh chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống cửu diệu để chúng ta xét xem cái cát hung của những con giáp trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ chi tiết từng con giáp một, xem con giáp nào bị xui xẻo, con giáp nào may mắn và sẽ xui xẻo đến mức như thế nào. Đó. Thì quý vị thấy đây là bảng sao hạn của năm 2024 năm Giáp Thìn. Đấy. Thì quý vị tính rồi nhá, cái sao hạn nó tính theo tuổi âm lịch. Cái tuổi âm lịch thì quý vị muốn tính cái hạn của năm 2024 ấy, thì quý vị lấy cái năm 2024 trừ đi cái năm sinh của mình. Ví dụ như những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thì chúng ta lấy 2024 đó, trừ đi 1984 thì bằng gì? Bằng 40 tuổi đó, và cộng thêm 1 là 41 tuổi. Đó. Như vậy là những người sinh năm 1984 là năm 2024 năm Giáp Thìn là đi 41 tuổi. Đó. Thì tương tự các tuổi khác quý vị cũng tính như vậy. Đó. Công thức là gì? Lấy cái năm 2024, tức là năm xem hạn ấy, trừ đi cái năm sinh của mình và cộng thêm 1 cái tuổi mụ. Đó. Và đây cái sao chiếu mệnh nó cũng tính theo tuổi riêng nhé. Đàn ông là theo cột riêng và đàn bà thì cũng theo cột khác, đúng không ạ? Quý vị đàn ông thì quý vị hãy tra theo hướng này, từ bên trái sang bên phải nhé. Quý vị là đàn ông này, tra từ bên trái sang bên phải. Còn nếu quý vị là phụ nữ thì tra từ bên phải sang bên trái, đúng không ạ? Ví dụ như là nam về sao La Hầu chẳng hạn, phạm sao La Hầu thì những người 46 tuổi ấy, thì phạm vào sao La Hầu của nam, nhưng mà với nữ ấy, thì lại phạm vào sao Kỳ Đông. Đó. Thưa quý vị, trong cái văn hóa Á Đông ấy, thì mỗi năm sẽ có một cái sao chiếu mệnh, nó chiếu vào bản mệnh của người, đem lại cái vận may và vận rủi trong cái cuộc sống khác nhau. Đấy. Thì trong tử vi hàng năm ấy, thì mỗi người sẽ có một cái sao chiếu mệnh riêng, và mỗi ngôi sao sẽ mang lại những cái điểm lành hay là điểm dữ riêng biệt. Có tổng cộng là 9 ngôi sao thì người ta gọi là cửu diệu. Nó có luân phiên, nó chiếu mệnh luân phiên nhau. Đó. Và cứ chu kỳ 9 năm nó quay lại một lần. Những ngôi sao này được gọi là cửu diệu. Trong đó có 3 sao tốt mang lại cái điều may mắn, 3 ngôi sao trung tính nó mang lại cái điều nó tức là sao trung bình đấy, và 3 ngôi sao nó mang lại những điều rủi ro. Thì quý vị sẽ nằm trong những ngôi sao nào? Đó, thì xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, trong dân gian khi gặp một cái sao chiếu mệnh tốt thì cần cúng để cầu tài lộc hoặc là sức khỏe hoặc là cần cái sự bình an, đúng không ạ? Ngược lại, nếu mà gặp phải những ngôi sao xấu chiếu mệnh thì nên làm lễ cúng giải hạn đầu năm để giải hạn. Vào những ngày cố định trong tháng, trong đầu năm ấy, thì tôi sẽ chia sẻ ở những video sau đấy, để mang lại cái may mắn, những bình an cho cuộc sống. Thưa quý vị, bên cạnh cái việc cúng dâng sao giải hạn ấy, thì nếu mà gặp những cái hạn xấu thì người ta cũng sẽ sử dụng một cái linh phù giải hạn để hóa giải cái vận hạn của năm. Thì cái linh phù giải hạn này được sử dụng cái phù bách họa, đó, bách họa để hóa giải những cái vận hạn như là hạn tam tai, hạn sao cửu diệu, đúng không? Hạn tam tai, hạn sao cửu diệu và những cái hạn như hạn ngũ mộ, hạn huỳnh tuyền, đúng không? Và với những người mà gặp sao tốt như sao Thái Dương, hoặc là sao Mộc Đức ấy, nó chiếu mệnh, thì quý vị sẽ sử dụng cái gì, cái phù bình an để cầu mong cái sự bình an và may mắn cho mình và gia đình. Đó. Thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để biết là mình thuộc sao xấu hay sao tốt và biết cách hóa giải như thế nào. Đó. Và cái phù này cũng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Theo tuổi của gia chủ ấy, tuổi nào thì sẽ được xem riêng tuổi đó, vậy nên là nó sẽ phù trợ và nó hóa giải tốt nhất cho các tuổi. Đó. Bây giờ chúng ta cùng xét về từng sao chiếu mệnh, đúng không ạ? Sao đầu tiên chúng ta xét là sao Thái Bạch. Thì cái sao Thái Bạch nó là sao xấu, các cụ vẫn nói đấy, Thái Bạch quét sạch cửa nhà, đúng không ạ? Sao Thái Bạch nó xấu vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8, đúng không ạ? Với cả nam và nữ. Thì cái sao Thái Bạch hay còn gọi là sao Kim Tinh ấy, là một trong những cái hung tinh gọi là sao xấu nhất trong các loại sao trong hệ thống cửu diệu. Theo đó thì người ta tin rằng bị cái sao Thái Bạch nó chiếu mệnh thì trong năm có thể phải đối mặt với những cái khó khăn như sau: những chuyện ốm đau bệnh tật, dễ mắc những cái bệnh liên quan đến nội tạng. Còn những người bị bệnh tật mãn tính ấy, thì chữa cũng sẽ khó khỏi, đúng không ạ? Còn bên cạnh đó thì nó vướng vào nhiều cái chuyện thị phi rắc rối liên quan tới pháp luật. Công việc làm ăn thì cũng lận đận, kinh doanh thì dễ bị hao tài tốn của, bị mất mát về tài sản. Và bên cạnh đó còn bị gặp tiểu nhân nó lợi dụng, nó hãm hại, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng và đến cái tình hình tài chính thì cũng gì dần dần đi xuống. Đấy. Gặp sao Thái Bạch vào cái vận trình tốt ấy, thì cũng để gặp nhiều cái ưu phiền, cuộc sống thì u tối và thường xuyên gặp cái trở ngại, khó có thể phát huy được hết cái năng lực của mình. Những người gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh trong năm ấy thì họ thường sống cái xu hướng là khép mình, không thích trò chuyện, không thích tâm sự với mọi người, tạo cảm giác xa cách, khó có thể gần gũi được.
Và mọi người nhìn vào đó có cảm giác là u tối. Nếu như mà họ càng sống như thế thì lại càng dễ gặp họa. Đó. Thì những tuổi nào bị phạm vào cái sao Thái Bạch trong năm 2024 năm Giáp Thìn? Đó. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta xét nhé. Tôi để trên cái bảng những tuổi bị hạn sao Thái Bạch ở trên bảng nhé. Thì quý vị có thể xem xét này. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho quý vị này. Thì đầu tiên những người sinh năm sao Thái Bạch, những người sinh năm 1949 tuổi Kỷ Sửu là 76 tuổi, đúng không ạ? Những người sinh năm Mậu Tuất là 1958 là 67 tuổi. Những người sinh năm 1967 Đinh Mùi là 58 tuổi. Những người sinh năm 1976 Bính Thìn là 49 tuổi. Những người sinh năm Ất Sửu 1985 là 40 tuổi. Những người sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất là 31 tuổi, đúng không ạ? Những người sinh năm 2003 tuổi Quý Mùi là 22 tuổi. Và những người sinh năm Nhâm Thìn 2012 là 13 tuổi. Đó, đó là nam mệnh nhé. Tiếp theo nữ mệnh này. Nữ mệnh mà gặp sao Thái Bạch, đúng không ạ? Nữ mệnh gặp sao Thái Bạch thì chúng ta ra cụ này nhé. Bao gồm những người sinh năm 1945 Ất Dậu là 80 tuổi, đúng không ạ? Những người sinh năm 1954 Giáp Ngọ là 71 tuổi. Những người sinh năm 1963 Quý Mão là 62 tuổi. Những người sinh năm 1972 Nhâm Tý là 53 tuổi. Những người sinh năm 1981 là Tân Dậu 44 tuổi. Những người sinh năm 1990 là Canh Ngọ là 35 tuổi. Những người sinh năm Kỷ Mão 1999 là 26 tuổi. Và cuối cùng là những người sinh năm Mậu Tý 2008 là 17 tuổi. Đó là những cái tuổi mà bị phạm vào sao Thái Bạch, đúng không ạ? Phạm sao Thái Bạch cả nam và nữ. Đấy. Thì quý vị xem trên bảng xem mình có bị phạm không nhá. Đó. Như vậy là gì? Cái phạm vào sao Thái Bạch nó là cái sao xấu nhất, nó quét sạch cửa nhà. Vậy nên là khi mà phạm vào cái sao Thái Bạch ấy, thì quý vị cũng cần phải nhớ luôn mang theo bên mình một cái linh phù giải hạn để hóa giải cái vận hạn của sao Thái Bạch này đi, giúp cho vận trình của năm được thuận lợi và hay thông. Đấy, cũng như là cái hóa giải những hạn xấu, đặc biệt là với những người tuổi Mậu Tý là sinh năm 2008 hoặc là Nhâm Tý 1972 đấy, là những người bị phạm thêm tam tai nữa thì lại càng cần phải mang theo cái linh phù giải hạn này để hóa giải cái vận hạn của năm. Đó. Giúp cho vận trình năm được hay thông thuận lợi. Thì phù cũng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên quý vị mà tỉnh phù ấy, hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh thì để được xem cái ngày sử dụng tốt nhất, nó phù hợp cho gia chủ. Đấy. Khi mà được xem ngày sử dụng hợp với tuổi gia chủ rồi thì cái phù mới phát huy cái công năng tốt nhất, nó phù trợ cho quý vị hóa giải được mọi cái vận hạn xấu của năm. Đó, đây gọi là cái phù bách họa, nó gọi là linh. Đây gọi là cái linh phù giải hạn, dùng chuyên để hóa giải các vận hạn như là hạn sao Cửu Diệu hoặc là hạn Ngũ Mộ, hạn Huỳnh Tuyền, hạn Tam Kheo vân vân, cũng như là cái hạn Tam Tai. Đấy. Thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để được tư vấn chi tiết về cách sử dụng linh phù giải hạn này. Tiếp theo cái sao thứ hai mà chúng ta cần xét đó là gì? Là cái sao Thổ Tú, đúng không? Sao Thổ Tú. Sao Thổ Tú nó là một cái sao không tinh. Đấy. Nó là một cái sao xấu trong hệ thống Cửu Diệu. Đó, nó là sao xấu. Mặc dù cái độ ảnh hưởng của nó không lớn bằng cái sao khác, nhưng mà gì? Nó cũng gây ra những cái hạn sâu mà người mệnh chủ thường phải lưu tâm. Đấy. Khi mà gặp phải cái hạn sao Thổ Tú ấy thì nó sẽ làm cho làm ăn sẽ khó có thể thuận lợi được. Xung quanh thì luôn có những cái tiểu nhân gièm pha phá hoại. Mọi sự thì khó có thể thành công được. Chính vì vậy mà gia chủ đặc biệt phải chú ý và phân định rõ ràng kẻ tiểu nhân để đừng để bị lợi dụng mà lại hại đến thân. Và trong năm mà bị phạm vào cái sao Thổ Tú ấy, thì sức khỏe ấy, thì cũng không được tốt, hay bị ốm đau bệnh tật. Những bệnh cũ thì ngày càng nặng thêm, khó có thể qua khỏi được, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì trong cái việc xuất hành đi xa thì cũng không được thuận lợi và nó dễ gặp tai nạn. Còn chuyện tình cảm với những người bị phạm vào cái sao Thổ Tú này thì cũng không được suôn sẻ, gặp nhiều cái chuyện trắc trở hay xảy ra chuyện cãi vã, chuyện tranh chấp không đáng có. Đấy. Vậy nên là quý vị nhớ là sẽ sử dụng một cái linh phù giải hạn để hóa giải cái vận hạn của sao Thổ Tú này đi nhé. Đó. Và những tuổi nào bị phạm vào sao Thổ Tú thì chúng ta cùng xét này. Đầu tiên chúng ta cùng xét là những người nam mệnh phạm sao Thổ Tú thì tôi để ở trên bảng nhé, quý vị có thể theo dõi. Sao Thổ Tú đúng không ạ? Thì quý vị nam mạng quý vị tra từ phía bên phải sang này. Đó. Bao gồm những người sinh năm 1942 là tuổi Nhâm Ngọ là 83 tuổi đúng không ạ? Những người sinh năm Tân Mão 1951 là 74 tuổi. Những người sinh năm Canh Tý 1960 là 65 tuổi. Những người sinh năm 1969 là Kỷ Dậu 56 tuổi. Những người sinh năm Mậu Ngọ 1978 là 47 tuổi. Những người sinh năm 1987 là Đinh Mão là 38 tuổi. Những người sinh năm 1996 tuổi Bính Tý là 29 tuổi. Những người sinh năm 2005 là tuổi Ất Dậu là 20 tuổi. Và cuối cùng là những người sinh năm 2014 là tuổi Giáp Ngọ là 11 tuổi. Đó, đó là nam mệnh nhé. Tiếp theo chúng ta xét nữ mệnh. Những người nữ mệnh bị phạm vào cái sao Thổ Tú ấy, bao gồm tuổi sau này. Đây nhá, nữ mệnh quý vị tra từ bên phải sang bên trái này. Ở đây, bao gồm những người sinh năm 1948 Mậu Tý là 77 tuổi. Những người sinh năm 1957 Đinh Dậu là 68 tuổi. Những người sinh năm 1966 là tuổi Bính Ngọ 59 tuổi. Những người sinh năm 1975 Ất Mão là 50 tuổi. Những người sinh năm Giáp Tý 1984 là 41 tuổi. Những người sinh năm 1993 Quý Dậu là 32 tuổi. Những người sinh năm Nhâm Ngọ là 2002 là 23 tuổi. Những người sinh năm Tân Mão 2014 là các cháu tuổi Tân Mão ấy, là 14 tuổi. Đó.
đó là những cái tuổi mà bị phạm vào cái sao thổ tú. Thì khi phạm vào sao thổ tú thì sức khỏe không được đảm bảo, công việc thì bị bất an, cũng như là gặp cái tiểu nhân hãm hại, dễ bị mất tiền mất bạc đấy. Vậy nên quý vị hãy cần phải sử dụng một cái linh phù giải hạn nhé, cái linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng linh phù giải hạn đó. Đó là cái sao thứ hai mà chúng ta cần phải để ý. Tiếp theo, sao thứ xấu thứ ba mà chúng ta cần phải xét đó là sao Văn Hớn. Văn Hớn hay còn gọi là Văn Hán ấy. Cái sao Văn Hớn ấy thì nó xấu vào tháng 2 và tháng 8. Cái sao Văn Hớn là một trong những hung tinh, nó chủ về bệnh tật. Nữ nhân ấy mà bệnh gặp vào cái sao này thì gặp họa huyết quan. Nam nhân mà gặp phải cái sao này thì cái công việc nó bất lợi, quan trường nó bị khó khăn. Đấy. Gia đình thì bất an, điền sản thì không được vượng. Và gì? Cần phải cẩn trọng, cực kỳ cẩn trọng. Những mối họa do sao Văn Hớn gây ra nó có thể ảnh hưởng đến cái mệnh chủ rất trên tất cả các mọi vấn đề, đúng không ạ? Công việc làm ăn thì ở mức trung bình này, đúng không? Bên cạnh đó thì dễ bị cái chuyện khẩu thiệt thị phi. Trong thời gian này thì cũng dễ xảy ra những cái họa từ miệng ngoài ra. Đấy. Về nam giới mà gặp cái sao này thì dễ bị thưa kiện, bị bất lợi. Còn nữ giới thì nó không tốt vào cái chuyện về sinh sản, đúng không ạ? Cái sao Văn Hớn đặc biệt nó xấu vào tháng 2 và tháng 8 lịch. Nó làm cho gia đình bất an, điền sản bất vượng và tự phải cẩn trọng đề phòng. Đấy. Trong thời gian này thì những người mà gặp cái sao Văn Hớn nó chiếu mệnh thì thường là khá bảo thủ, khá bảo thủ. Vì những cái lý do này mà người bị sao Văn Hớn nó chiếu mệnh dễ gặp phải cái chuyện rắc rối liên quan giấy tờ, liên quan kiện tụng và hay nóng nảy, nên là gì? Họ không biết giữ mồm giữ miệng nên là hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mọi người xung quanh. Còn về cơ bản thì sao Văn Hớn là tương đối lành. Đấy. Nên là cũng không ảnh hưởng lớn nhiều đến cái công việc và sức khỏe. Có điều là trong một thời điểm nào đó thì nó cũng nên, quý vị cũng nên giữ gìn để cho chuyện làm ăn nó được thuận lợi. Cần phải luôn nhường nhịn đấy, trong lời ăn tiếng nói để tránh những cái thị phi, tránh những rắc rối không cần thiết. Đặc biệt là sao Văn Hớn nó xấu vào tháng 2 và tháng 8, vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý. Đó. Và để hóa giải cái hạn sao Văn Hớn thì quý vị cũng cần phải sử dụng một cái linh phù giải hạn nhé, để hóa giải cái vận hạn này, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và may mắn. Đó. Và những tuổi bị phạm sao Văn Hớn bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên chúng ta xét về năm mệnh bị phạm vào sao Văn Hớn này thì bao gồm những người sau này. Những người sinh năm 1947 là tuổi Đinh Hợi là 78 tuổi, đúng không ạ? Những người sinh năm 1956 là Bính Thân là 69 tuổi. Những người sinh năm 1965 là Ất Tỵ là 60 tuổi. Những người sinh năm 1974 Giáp Dần là 51 tuổi. Những người sinh năm 1983 là tuổi Quý Hợi là 42 tuổi, đúng không ạ? Tuổi Nhâm Thân là 33 tuổi. Đấy. Tuổi Tân Tỵ 2001 là 24 tuổi. Những người tuổi Canh Dần là 2010 là 15 tuổi. Đó. Đó là với năm mệnh thì quý vị theo dõi trên bảng nhé. Trên bảng tôi có để cái bảng này rồi. Tiếp theo là với nữ mệnh, đúng không ạ? Nữ mệnh mà phạm vào sao Văn Hớn thì bao gồm tuổi sau này. Những người sinh năm 1942 là tuổi Nhâm Ngọ là 83 tuổi. Đó. Những người sinh năm 1951 là tuổi Tân Mão là 74 tuổi. Những người sinh năm 1960 tuổi Canh Tý là 65 tuổi. Những người sinh năm 1969 tuổi Kỷ Dậu là 56 tuổi. Những người sinh năm 1978 Mậu Ngọ là 47 tuổi. Những người sinh năm 1987 Đinh Mão là 38 tuổi. Những người sinh năm 1996 là 29 tuổi, đúng không ạ? Là 96 là Bính Tý là 26, Bính Tý là 29 tuổi. Những người sinh năm 2005 đã Ất Dậu là 20 tuổi. Và cuối cùng là những người sinh năm 2014 là tuổi Giáp Ngọ. Giáp Ngọ là 11 tuổi. Đó. Đó là những người bị phạm vào cái sao Văn Hớn. Đấy. Khi mình bị sao Văn Hớn chiếu mệnh ấy, thì quý vị cũng cần phải luôn nhớ là sử dụng cái linh phù giải hạn để hóa giải cái vận hạn của sao Văn Hớn đi. Tiếp theo thứ tư chúng ta xét đó là sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là Thủy Tinh ấy, là một trong những cái sao phước lộc, đúng không? Nó là một sao tốt. Sao tốt. Nếu ai mà được sao Thủy Diệu chiếu mệnh là gặp nhiều điều may mắn, chủ về tài lộc, chủ về cái sự hỷ sự. Sao này rất hợp với những người mệnh mộc và những người mệnh kim. Nó mang đến cái sự, mang đến cái niềm vui bất ngờ trong và mang đến cái sự may mắn trong công việc. Đấy. Khi mà được cái sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì công danh sự nghiệp đều dễ dàng được thăng tiến, tiền bạc thì thuận lợi và nhiều người đi làm ăn xa sẽ thu được nhiều cái công danh sự nghiệp thật là rực rỡ. Còn những người mệnh kim mà gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì vô cùng là hợp. Mệnh mộc thì cũng rất là tốt. Nữ giới nếu mà đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Đấy. Còn với những người mệnh hỏa khi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì đôi chút trở ngại, nhưng mà không phải là điều đáng lo, đúng không ạ? Vốn dĩ Thủy Diệu là một cái sao phước tinh, là một sao độc tinh, nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì không nên đi ra sông ra biển, tránh đi qua đò hoặc là tránh gây tranh cãi, tránh những cái điều đàm tiếu thị phi. Cái sao Thủy Diệu tốt nhưng nó cũng kỵ vào cái tháng 4 và tháng 8 lịch. Đấy, đặc biệt trong tháng 8 sau cái tháng cô hồn sắp tới đây thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Vì cái sao Thủy Diệu nó là một cái sao tốt nên trong thời gian này những người nào được sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì quý vị cũng nên là sử dụng một cái phù chiêu tài đấy để tăng thêm cái tài lộc, tăng thêm cái vận may cho mình đấy, do gặp được cái sao Thủy Diệu trong năm 2024, năm Giáp Thìn đấy. Và những người mà được cái sao Thủy Diệu chiếu mệnh trong năm 2024, năm Giáp Thìn thì bao gồm tuổi sau
Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn bảng này. Đầu tiên chúng ta sẽ về nam mệnh. Nam mệnh gặp được sao Tuổi Rượu, bao gồm tuổi Sau. Những người sinh năm canh dần là 1950 ấy, là 75 tuổi đúng không ạ? Tiếp đến là những người sinh năm 1959 tuổi Kỷ Hợi là 66 tuổi. Những người sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân là 57 tuổi. Những người sinh năm 1977 Đinh Tỵ là 48 tuổi. Những người sinh năm 1986 Bính Dần là 39 tuổi đúng không ạ? Những người sinh năm 1995 Ất Hợi là 30 tuổi. Những người sinh năm 2004 là tuổi Giáp Thân là 21 tuổi. Và cuối cùng là những người sinh năm 2013 là tuổi Quý Tỵ là 12 tuổi. Đó là những người nam mệnh. Đấy, thì quý vị theo dõi trên bảng nhé. Tiếp đến là đến nữ mệnh đúng không ạ? Nữ mệnh được cái sao Thủy Diệu nó chiếu mệnh thì bao gồm tuổi Sau. Quý vị xem hàng cuối cùng nhé, những người sinh năm 1944 ở tuổi Giáp Thân là 81 tuổi đúng không ạ? Những người sinh năm 1953 tuổi Quý Tỵ là 72 tuổi. Những người sinh năm 1962 tuổi Nhâm Dần là đi 63 tuổi. Những người sinh năm 1971 Tân Hợi là 54 tuổi đúng không ạ? Những người sinh năm 1980 ở Canh Thân là 45 tuổi. Những người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ là 36 tuổi. Những người sinh năm 1998 tuổi Mậu Dần là 27 tuổi. Và những người sinh năm 2007 là 18 tuổi. Đó. Đó là những người nữ mệnh mà được sao Thủy Diệu chiếu mệnh đấy. Kể cả nam cả nữ thì khi gặp được sao Thủy Diệu đều là cái cát tinh. Vậy nên quý vị cần phải nhớ là luôn mang theo bên mình một cái phù chiêu tài để chiêu cái tài lộc, chiêu cái may mắn trong năm 2024 do được sao Thủy Diệu nó chiếu mệnh. Đó. Đó là cái sao thứ tư đúng không ạ? Là sao Thủy Diệu. Tiếp theo sao thứ năm chúng ta xét đó là sao Mộc Đức. Sao Mộc Đức là cũng là một cái sao phúc tinh đúng không ạ? Sao Mộc Đức nó cũng là một cái sao phúc tinh. Nó tốt vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Đó, cái sao Mộc Đức là một cái sao phúc tinh này, nó là thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn đó. Dù nam hay nữ mà được sao Mộc Đức nó chiếu mệnh thì đều gặp cái may mắn. Đấy, và những cái may mắn nó chiếu mệnh đến với những người gặp sao Mộc Đức bao gồm những người sau này. Đấy, thì khi mà được sao Mộc Đức chiếu mệnh thì được quý nhân phù trợ, hỗ trợ trong cái lúc nguy nan, có thể gặp người tốt chỉ điểm thêm trên con đường công danh sự nghiệp của mình, trên con đường công việc của mình, trong cái hệ thống kinh doanh của mình. À, tuy nhiên, với những người mới bắt đầu khởi nghiệp thì cần phải thận trọng đề phòng cái chuyện thất bại đó. À, còn trong hôn nhân thì cái sao Mộc Đức chiếu mệnh nó cũng mang lại cái sự hài hòa, nó tốt về cái mặt kế hoạch. Nếu mà người phụ nữ mang thai mà gặp cái sao này chiếu mệnh ấy, thì tính tình của đứa trẻ sau này thì cũng thường là kiên cường, đĩnh đạc và điềm tĩnh, quyết đoán. Đó. Còn với việc học tập thì đặc biệt tốt với các cháu mà sinh năm 2000 là tuổi Đinh Hợi đấy, 2007 ấy, thì cũng cực kỳ tốt. Đấy. Nó mang lại cái may mắn trong cái chuyện học tập. Đấy. Gặp được người thầy giỏi, gặp được người bạn tốt giúp đỡ trong cái học hành là hành thông thuận lợi. Đó là với các cháu Đinh Hợi 2007 nhé, thì sẽ rất là tốt. Đấy. Ở trong thời gian này nếu mà gặp được sao Mộc Đức thì cũng cần phải đề phòng những bệnh tật ở mắt. Đấy. Và da trạch thì gặp bất hòa, nhưng mà thì người trong nhà thì đều được bình an, cũng không có gì đáng lo cả. Đấy. Bên cạnh đó, những người mệnh mộc mà gặp sao Mộc Đức ấy, thì sẽ gặp trở ngại ở cái tiền vận, nhưng mà cuối năm ấy, thì sẽ trở nên an toàn và gì và gặp được may mắn. À, khi ở hung vận thì cũng đề phòng cái thương tật ở tay và ở mắt đúng không ạ? Và da trạch thì gặp nhiều bất hòa, nhưng mà trong gia đạo thì cũng để bình an may mắn đó. Cái thuận lợi là thế, nhưng mà cái sao Mộc Đức nó chiếu mệnh cũng không nên quá tự phụ, không nên quá kiêu căng. Quý vị hãy cứ khiêm tốn lắng nghe những lời mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo của mình hoặc những người tiền bối đi trước. Đấy. Khi mà gặp những chuyện khó khăn cần phải bình tĩnh tìm cách giải quyết. Đó. Cái sao Mộc Đức nó là một cái sao tốt, vậy nên quý vị cần phải chiêu tài đúng không? Nhân cái cơ hội này mà chiêu tài cho nó bằng cách là sử dụng một cái linh phù chiêu tài. Đấy, linh phù chiêu tài để mang lại cái tài lộc, mang lại cái may mắn do cái sao Mộc Đức nó mang lại. Và những người gặp sao Mộc Đức trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn bao gồm tuổi Sau. Đó. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người nam mệnh, quý vị theo dõi trên bảng nhé. Đó. Thì bao gồm tuổi Sau này, Sau Mộc Đức thì bao gồm những người sinh năm 1944 là tuổi Giáp Thân. Những người sinh năm 1953 là tuổi Quý Tỵ là 72 tuổi đúng không ạ? Những người sinh năm 1962 Nhâm Dần là 63 tuổi. Những người sinh năm 1971 Tân Hợi là 54 tuổi. Những người sinh năm 1980 Canh Thân là 45 tuổi. À, những người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ là 36 tuổi. Những người sinh năm 1998 Mậu Dần 27 đúng không ạ? Và những người sinh năm 2007 Đinh Hợi là 18 tuổi. Thì các cháu 18 tuổi Đinh Hợi trong năm 2024 sẽ rất tốt cho việc học tập. Vậy nên là quý vị có thể đặt thêm một cái tháp văn xương, một bút văn xương ở trên bàn làm việc. Đó, để tăng cường thêm cái may mắn cho mình. Đó là những người nam mệnh. Còn nữ mệnh mà được sao Mộc Đức nó chiếu mệnh thì bao gồm tuổi Sau. Đó. À, thì quý vị dò từ bên trái sang, từ bên phải sang là với nữ mệnh này. Đó. Chúng ta có này, đầu tiên là những người sinh năm Canh Dần 1950 là 75 tuổi đúng không ạ? Những người sinh năm Kỷ Hợi 1959 là 66 tuổi. Những người sinh năm 1968 Mậu Thân ấy, là 57 tuổi. Những người sinh năm 1977 Đinh Tỵ là 48 tuổi. Những người sinh năm 1986 Bính Dần là 39 tuổi. Những người sinh năm 1995 tuổi Ất Hợi là 30 tuổi. Những người sinh năm 2004 là tuổi Giáp Thân 21 tuổi. Đó. Những người sinh năm 2013 tuổi Quý Tỵ là 12 tuổi. Đó. Đó là những người mà may mắn gặp được cái sao Mộc Đức nó chiếu mệnh. Vậy nên
trong thời gian này thì những người mà được sang mộc đức chiếu mệnh ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái phù chiêu tài để chiêu mời cái tài lộc. Sang mộc đức nó chủ về cái may mắn, vậy nên là quý vị mang bên mình thứ nhất là hóa giải được cái vận hạn, và thứ hai là chiêu được cái tài lộc may mắn về với mình cùng như mọi người trong gia đình. Đó, đó là cái sao thứ 5. Tiếp theo sao thứ 6 chúng ta xét đó là cái sao La Hầu. La Hầu nó là một cái hung tinh, nó thuộc hành hỏa, nó thuộc hệ thống cửu diệu niên hạn. Đấy. Khi gặp cái sao này thì người ta thường gặp những điều không may mắn. Những cái mối họa có thể ảnh hưởng tới do cái sao La Hầu nó chiếu mệnh như là gì? Dễ bị giàu dĩ, dễ bị buồn giàu, dễ bị hao tốn về tiền bạc. Những người này khi bị La Hầu nó chiếu bệnh thì thường là những người đa sầu đa cảm, bệnh tật thì liên miên, chuyện khẩu thiệt thị phi nó thường diễn ra. Có nghĩa là sao này nó chủ về cái chuyện là mồm miệng, dễ bị gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, liên quan tranh chấp, liên quan pháp luật. Còn nó gặp nhiều cái miệng chuyện muộn phiền không đáng có trong cuộc sống. Thì ngoài ra gặp sau này cũng chú ý về bệnh máu huyết, về bệnh tai mắt. Những người bệnh kim và những người bệnh mộc mà gặp sao La Hầu thì chịu ảnh hưởng nặng hơn các bệnh khác, vì cái sao này thuộc hành kim. Đấy. Ngày xưa các cụ có câu nói là gì? Nam La Hầu, nữ kế đô. Nhằm để chỉ đối với những người đàn ông ấy, thì gặp cái sao La Hầu này thường nặng hơn. Nặng hơn với những người phụ nữ. Có thể là xảy ra chuyện hao tài tốn của, đau ốm, hoặc là sinh ra tệ nạn ăn chơi lãng phí, bổ bịch cờ bạc, rượu chè bê tha. Trong gia đạo thì mâu thuẫn bất hòa nó liên miên nó xảy ra, đúng không ạ? Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà những người vợ có thai ấy, thì trong năm đó lại được hên, lại được may mắn. Đó. Làm ăn thì được phát tài phát đạt, mà vợ thì sinh sản cũng được bình an vô sự. Đó. Còn đối với nữ mệnh thì thường phải khi mà gặp sao La Hầu ấy thì thường mang tiếng cãi vã, sinh ra nhiều cái chuyện buồn bực và dễ gặp những chuyện rắc rối liên quan pháp luật, liên quan công quyền. Đó. Đó là những người phạm sao La Hầu. Thì khi mà phạm sao La Hầu thì quý vị cũng cần phải nhớ luôn mang theo bên mình một cái linh phù giải hạn để hóa giải cái vận hạn của sao La Hầu này đi, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và thành công hơn. Đó. Thì những tuổi bị phạm vào sao La Hầu trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì bao gồm tuổi sau. Đấy. Chúng ta xét năm mệnh chính nhá. Quý vị có thể theo dõi trên bảng để biết là mình có bị phạm không này. Đầu tiên là những người sinh năm 1943 là tuổi Quý Mùi là 82 tuổi. Tiếp theo là những người sinh năm 1952 là tuổi Nhâm Thìn 73 tuổi. Những người sinh năm 1961 Tân Sửu là 64 tuổi. Những người sinh năm Canh Tuất 1960 là 55 tuổi. Những người sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi là 46 tuổi. Những người sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn là 37 tuổi. Những người sinh năm 1997 là tuổi Đinh Sửu là 28 tuổi. Và cuối cùng là những người sinh năm 2006 là tuổi Bính Tuất. Bính Tuất là 19 tuổi. Đó. Đó là những người mà nam mệnh bị phạm vào sao La Hầu. Còn nữ mệnh phạm vào sao La Hầu bao gồm tuổi sau. Nữ mệnh phạm sao La Hầu này bao gồm tuổi sau này. 1947 là tuổi Đinh Hợi là 78 tuổi đúng không ạ? 1956 Bính Thân là 69, 1965 Ất Tỵ là 60, 1974 Giáp Dần là 51 tuổi, 1983 Quý Hợi là 42 tuổi, 1992 Nhâm Thân là 33 tuổi, 2001 Tân Tỵ là 24 tuổi và cuối cùng là 2010 là Canh Dần là 15 tuổi. Đó. Thì với những người nam mệnh nữ mệnh mà bị phạm vào cái sao La Hầu nó rất là xấu. Quý vị hãy nhớ là luôn mang theo cái linh phù giải hạn để giải cái hạn này đi, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và may mắn. Đó, đó là cái hạn thứ 6 là cái sao La Hầu. Thưa quý vị, cái sao thứ 7 mà chúng ta xét đó là sao Kế Đô. Sao Kế Đô nó xấu vào tháng 3 và tháng 9. Cái sao Kế Đô được xếp vào trong nhóm những cái sao xấu hay còn được gọi là hung tinh. Những cái mối họa mà khi mà mệnh chủ có thể gặp phải khi mà sao Kế Đô nó chiếu mệnh đó là gì? Ví dụ như là khởi đầu thì nan thì gặp khó khăn. Đầu năm thì bình thường, đến giữa năm thì xuất chúng, đúng không ạ? Đầu năm gặp hung thì cuối năm lại khát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng, thế nên quý vị hãy cứ mong mỏi là cuối năm được tốt thì là tốt hơn. Vì thế những người bị sao Kế Đô chiếu mạng thì trải qua một năm với nhiều cái biến cố, với nhiều cái biến động, nó không chỉ xấu cho nữ mà xấu cho cả nam. Đấy, các cụ nói là gì? Nam La Hầu, nữ Kế Đô, tức là cái sao Kế Đô nó xấu cho nữ nhiều hơn. Cái hung tinh Kế Đô nó chủ về cái sự không may mắn, chủ về cái chuyện ốm đau bệnh tật, chủ về cái chuyện buồn giàu, chủ về cái chuyện chán nản thờ ơ. Đặc biệt là với những người mang âm khí thì sẽ bị nặng hơn. Cái tinh thần là thường bất ổn, hay đau buồn, hay chán nản. Gia đạo thì bất an và hay dễ phát sinh ra cái chuyện tang sự. Đôi khi ấy, thì phải đi xa xứ lông bông và không gặp được cái công việc tốt đấy. Nam giới gặp cái sao này thì phải đi xa thì mới có tiền bạc. Còn cứ quanh quẩn trong nhà thì sẽ dễ gặp tai ương. Còn nữ giới thì sẽ dễ bị hại hơn đấy. Nữ giới thì cực kỳ kỵ cái sao Kế Đô. Khi bị cái sao này nó chiếu mạng ấy, thì hay gặp những chuyện không vui, thường xảy ra nhiều cái chuyện tai ương, tai tiếng thị phi, miệng đời hay để chê trách, đúng không ạ? Bên cạnh đó, những người phụ nữ mà đang mang thai, đang mang bầu ấy, thì gặp cái sao này thì lại là tốt, lại ngược lại, gặp dữ sẽ hóa lành. Đấy. Bởi theo quan niệm của người xưa, phụ nữ có bầu thì bị sao Kế Đô chiếu mệnh thì sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và cho cả thai trong bụng nữa.
Còn nam giới nếu mà có số đào hoa, mê gái, khi gặp hung tinh cái đồ nó chiếu mệnh thì dễ bị tai tiếng vì đàn bà. Cho nên là sẽ hệ lụy kéo theo cả công việc, tài chính cũng như là sự nghiệp, khó có thể phát triển được, đúng không ạ? Đó. Và trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì những tuổi bị sao kế đô chiếu mệnh ấy, thì quý vị cũng cần phải luôn phải nhớ, đúng không ạ? Cần phải sử dụng cái linh phù giải hạn để hóa giải cái vận hạn của sao kế đô, cái sao xấu này đi, để mang lại cái may mắn, mang lại cái sự bình an cho gia đình cũng như là trong công việc. Đấy, giúp cho mọi sự trở nên hanh thông và thuận lợi hơn. Cái phù này cũng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Đấy, thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để thỉnh cái linh phù giải hạn này về mang theo bên mình để hóa giải cái hạn kế đô trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Và những tuổi bị phạm vào cái sao kế đô năm 2024 năm Giáp Thìn thì bao gồm tuổi sau. Quý vị theo dõi trên bảng nhé. Đầu tiên là chúng ta xét về nam mệnh. Nam mệnh thì bao gồm những người sau. Đầu tiên là những người sinh năm Bính Tuất. Bính Tuất là 1946 là 79 tuổi, đúng không ạ? Những người sinh năm 1955 tuổi Ất Mùi là 70 tuổi. Những người sinh năm 1964 Giáp Thìn là 61 tuổi. Những người sinh năm 1973 Quý Sửu là 52 tuổi. Những người sinh năm Nhâm Tuất 1982 là 43 tuổi. Những người sinh năm 1991 Tân Mùi là 34 tuổi. Những người sinh năm 2000 Canh Thìn là 25 tuổi. Và cuối cùng, những người sinh năm Kỷ Sửu là 2009 16 tuổi. Đó, đó là với nam mệnh. Còn nữ mệnh này, quý vị theo dõi bảng này. Nữ mệnh thì bao gồm tuổi sau này. Khi mà phạm sao kế đô. Kế đô này nữ mệnh này, bao gồm những người sinh năm 1943 là tuổi Quý Mùi là đi 82 tuổi, đúng không ạ? Những người sinh năm Nhâm Thìn là 73 tuổi, 1952. Những người sinh năm 1961 Tân Sửu là 64 tuổi. Những người sinh năm 1970 là Canh Tuất là 55 tuổi. Những người sinh năm 1979 là tuổi Kỷ Mùi, 46 tuổi. Những người sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn là 37 tuổi. Những người sinh năm 1997 Đinh Sửu là 28 tuổi. Và những người sinh năm 2006 là Bính Tuất là 19 tuổi. Đó là những cái tuổi bị phạm vào cái sao kế đô chiếu mệnh. Đấy. Thì khi phạm vào cái sao kế đô chiếu mệnh ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo một cái linh phù giải hạn để hóa giải cái vận hạn do cái sao kế đô nó chiếu, giúp cho mang lại cái sự may mắn và bình an cho mình cũng như của cho gia đình trong suốt năm. Đó. Đó là cái sao xấu thứ 7. Tiếp theo chúng ta xét đến sao thứ 8. Đó. Sao thứ 8 nó là sao Thái Âm. Sao Thái Âm thì nó tốt vào tháng 9 và tháng 11. Quý vị nhớ nhá. Cái sao Thái Âm nó là một trong những cát tinh mạnh, nó thuộc hành thủy, là cái sao chiếu mệnh rất là tốt, nó chủ về danh lợi, nó chủ về sự lưỡng toàn. Đấy. Tác động của sao Thái Âm chiếu mệnh trong cái năm nay thì gì? Nữ mạng thường là có cơ hội tốt bội thu về cái mặt tiền bạc nhiều hơn là nam mệnh. Cái sao kế đô mà nó chiếu vào nam giới thì sẽ được người khác giúp đỡ về mặt tiền bạc, về sự nghiệp. Nếu mà trong độ tuổi kết hôn thì dễ tính đến chuyện lập gia đình, dễ là cưới được vợ trong năm nay. Còn sao này mà chiếu vào nữ giới thì sẽ phát sinh sự nghiệp đến mạnh mẽ, danh lợi thì sẽ được hanh thông và sinh con thì cũng sẽ được thuận lợi và may mắn. Khi mà gặp được cái sao Thái Âm nó chiếu mệnh ấy, thì có lợi cho những ai mà làm việc liên quan đến bất động sản, nó tu dưỡng, sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc là xây dựng hoặc là phá nhà cửa thì đều gặp các lợi hết. Những người được sao Thái Âm chiếu mạng thì nói chung là trong năm ấy thì sẽ gặp được những cái tốt đẹp trong cuộc sống và là những người có phúc có phần. Đấy. Và bây giờ chúng ta cùng xét về những người được sao Thái Âm chiếu mệnh. Đó, nó là một cái cát tinh, nó là một cát tinh tốt. Nên vậy nên là trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, mà những gia chủ nào được sao Thái Âm chiếu mệnh thì quý vị cũng phải sử dụng một cái phù chiêu tài để chiêu cái tài lộc. Nhân cơ hội cái sao Thái Âm nó chiếu mệnh thì gì? Mang theo bên mình một cái linh phù chiêu tài để chiêu tài, đúng không ạ? Để chiêu tài, chiêu thêm cái tài lộc cho mình. Đúng không ạ? Trong năm nay giúp cho vận trình năm được thuận lợi và may mắn cũng như là gì? Chiêu thêm cái tài lộc trong năm. Đó, đó là một cái cơ hội cực kỳ tốt mà quý vị không nên bỏ qua. Bây giờ chúng ta cùng xét những tuổi nào được sao Thái Âm chiếu mạng vào trong năm 2024 năm Giáp Thìn nhé. Đầu tiên chúng ta xét về nam mạng, về đàn ông trước, đúng không ạ? Đàn ông trước thì chúng ta gióng đây, đúng không ạ? Thì bao gồm tuổi sau này. Những người sinh năm 1945 tuổi Ất Dậu là 80 tuổi, đúng không ạ? Những người sinh năm 1954 là tuổi Giáp Ngọ là 71 tuổi. Những người sinh năm 1963 Quý Mão là 62 tuổi. Những người sinh năm 1972 Nhâm Tý là 53 tuổi. Những người sinh năm 1981 là tuổi Tân Dậu 44 tuổi. Những người sinh năm 1990 Canh Ngọ 35 tuổi. Những người sinh năm Kỷ Mão là 1999 26 tuổi. Và những người sinh năm 2008 là Mậu Tý 17 tuổi. Đó, đó là nam mệnh nhé, tôi để trên bảng nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến nữ mệnh. Nữ mệnh mà được sao Thái Âm nó chiếu mệnh, đúng không ạ? Nữ mệnh được sao Thái Âm chiếu mệnh này, quý vị gióng từ bên phải sang này, bao gồm tuổi sau này. Những người sinh năm 1949 tuổi Kỷ Sửu là 76 tuổi. Những người sinh năm 1958 Mậu Tuất là 67 tuổi. Những người sinh năm 1967 Đinh Mùi là 58 tuổi. Những người sinh năm 1976 Bính Thìn là 49 tuổi. Tuổi Ất Sửu là 1985 40 tuổi. Tuổi Giáp Tuất là 1994 31 tuổi. Những người sinh năm 2003 là tuổi Quý Mùi 22 tuổi.
và những bé sinh năm Nhâm Thìn là 2012 là 13 tuổi. Đó là những người được sao thái âm chiếu mệnh. Thì quý vị nhớ là khi được sao thái âm chiếu mệnh thì quý vị hãy sử dụng cái linh phù chiêu tài để chiêu thêm cái tài lộc, chiêu thêm cái may mắn cho mình cũng như mọi người trong gia đình nhé. Đó là sao thứ 8. Và cái sao cuối cùng trong hệ thống cửu diệu, sao mang lại cái may mắn và tài lộc cho mọi người, đó chính là cái gì? Đó chính là sao Thái Dương. Sao Thái Dương là một chỗ sao tốt. Sao Thái Dương chính là mặt trời, nó thuộc hành hỏa, là cái đệ nhất cát tinh trong cái hệ thống cửu diệu, trong cái hệ thống cửu diệu niên hạn của năm. Khi mà được sao Thái Dương chiếu mệnh thì làm ăn sẽ phát đạt, gặp được cái may mắn trong cái chuyện buôn bán kinh doanh. Đối với những doanh nhân mà có sao Thái Dương chiếu mệnh thì có thể gì tạo dựng nên cái thương hiệu nổi tiếng và nâng cao được cái hình ảnh của doanh nghiệp của mình lên. Đấy. Ở trong năm 2024 năm Giáp Thìn mà được sao Thái Dương chiếu mệnh thì thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng uy tín thì và tên tuổi thì ngày càng được hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất được cái sao Thái Dương chiếu mệnh đó là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Đây là cái hai tháng đại cát nhá. Đối với cái thế hệ trẻ mà gặp cái năm này thì học hành sẽ hanh thông thuận lợi đấy, thông minh sáng suốt và thường có cái thành tích tốt trong việc học tập cũng như là thi cử thì sẽ đỗ đạt cao. Vì cái bản chất của là cái ánh sáng nên là những người mà được sao Thái Dương chiếu mệnh trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì cần phải làm việc đường hoàng quang minh chính đại thì mới gặp được đại cát. Còn những người mà làm ăn làm những chuyện mờ ám ấy, thì gì nó sẽ ngược lại, nó sẽ làm xấu đi, nó xấu hơn cả sao Thái Bạch, là nó là cái hung thần tạo ra cái chuyện là hao tài tốn của nếu mà quý vị làm ăn những chuyện không đường hoàng. Đó. Và cái sao Thái Dương nó một là một sao tốt. Vậy nên những người được cái sao Thái Dương chiếu mệnh trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì quý vị cần nhớ luôn mang theo bên mình một cái phù chiêu tài để chiêu cái tài lộc, chiêu cái may mắn do cát tinh Thái Dương nó mang lại nhé. Đó. Và những tuổi nào sẽ được sao Thái Dương chiếu mệnh trong năm 2024 năm Giáp Thìn? Xin mời quý vị cùng theo dõi này. Quý vị cùng theo dõi trên bảng nhé. Tôi sẽ đặt trên bảng cho quý vị theo dõi. Bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nam mạng được sao Thái Dương chiếu mệnh. Thì bao gồm những tuổi, những người sinh năm Mậu Tý 1948 là 77 tuổi đúng không ạ? Những người sinh năm Đinh Dậu là 1957 là 68 tuổi. Những người sinh năm Bính Ngọ 1966 là 59 tuổi. Những người sinh năm Ất Mão 1975 là 50 tuổi. Những người sinh năm Giáp Tý 1984 là 41 tuổi. Những người sinh năm 1993 tuổi Quý Dậu là 32 tuổi. Những người sinh năm 2002 là tuổi Nhâm Ngọ 23 tuổi. Và cuối cùng là những người sinh năm 2011 tuổi Tân Mão là 14 tuổi. Đó là với nam mệnh. Tiếp theo chúng ta xét đến nữ mệnh này. Nữ mệnh mà được sao Thái Dương chiếu mệnh này thì bao gồm tuổi sau này. Những người sinh năm 1946 Bính Tuất là 79 tuổi. Những người sinh năm 1955 tuổi Ất Mùi là 70 tuổi. Những người sinh năm 1964 Giáp Thìn là đi 61 tuổi. Những người sinh năm 1973 Quý Sửu là 52 tuổi. Những người sinh năm 1982 là Nhâm Tuất là 43 tuổi. Những người sinh năm 1991 Tân Mùi là 34 tuổi. Những người sinh năm Canh Thìn 2000 là 25 tuổi. Và những người sinh năm 2009 là Kỷ Sửu 16 tuổi. Đó là những người được sao Thái Dương chiếu mệnh. Đấy. Thì khi được sao Thái Dương chiếu mệnh nó sẽ tốt cho cả nam và nữ. Đấy. Vậy nên là gì? Để nó mang lại những cái cát lành, nó mang những cái cát lợi và tăng cường cái vận trình sự nghiệp và may mắn cho mình. Vậy nên quý vị nào mà được sao Thái Dương chiếu mệnh trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì cũng cần luôn nhớ, hãy luôn mang theo bên mình một cái linh phù chiêu tài để chiêu mời cái tài lộc, chiêu mời cái may mắn. Đấy. Phù cũng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên nó sẽ phát huy công năng tốt nhất, chiêu mời cái tài lộc và mang lại cái may mắn cho gia chủ trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp xui xẻo cũng như là con giáp may mắn trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn theo cái hệ thống sao cửu diệu chiếu mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những cái kiến thức này sẽ giúp ích cho quý vị phần nào để quý vị có thể nắm chắc được cái vận trình của mình trong năm 2024 năm Giáp Thìn, để quý vị có biết được cái vận thế của mình như thế nào, từ đó có những cái hành động hợp lý để giúp chiêu mở cái tài lộc cũng như cái may mắn trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.